Đâu, như cưng theo cái cách cưng suy nghĩ á, là bây giờ cưng đợi vợ cưới cưng hay là cưng muốn đi cưới vợ? Em muốn đi cưới vợ chứ. Cưng muốn đi cưới vợ hả? Dạ. Vậy là cũng mình hướng tới 4.0. Thời đại 4.0. Giờ cưng cưng cũng muốn đi cưới vợ bình thường. Rồi mua đồ cho vợ chứ không thích vợ đi cưới mình phải không? Cũng thích chứ. Ủa? Cũng thích luôn hả? Cả hai. Vậy là cưới qua cưới lại phải không? Đúng rồi. Mua qua mua lại. Có ai mua qua mua lại kiểu đó không cưng? Có người cũng có như vậy. Vậy hả? Là người ta làm sao? Ở bên đấy họ đi cưới bên cưới trong bên nhà trai đó. Bên nhà trai đi hỏi qua. Vậy hả? Đi hỏi qua cũng cho vàng bên cô dâu luôn. Đây là cái bình nha con ở chỗ kia con ở trên chỗ kia con chơi cái bình á thì mưa rồi con lấy cái lá mít con này con chơi chút nữa mình ăn bắp nha. Dạ đúng rồi nói tiếng miền Tây luôn nha con. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi nói tiếng miền Tây được rồi. Dạ dạ rồi cái hàng dạ đi con. Dạ dạ đúng rồi nói tiếng miền Tây được rồi bữa hẳn xa thôi nè. Dạ đi con. Dạ 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 đúng rồi giỏi quá tập cho hết tập cho nít ở đây nói tiếng miền Tây. Coi một chút ta là con rất là bận. Nói nghe nè bây giờ cô Khánh dạy cho tụi con á. Dạ. Nói tiếng miền Tây rồi con á dạy lại cho cô Khánh nói tiếng cờ hò. Chịu không? Dạ chịu. Rồi mình đi chơi mình nói sao? Anh là hơ. Anh là hơ. Anh là hơ là mình đi chơi. Mình chơi gì nữa? Mười lô là hành. Mười lô hớ. Hả? Mười lô hà lê. Là gì cô? Mười lô hớ. Mẹ đi chơi. Mẹ đi chơi hả? Mơ gì? Mười lô hà. Mới là hạnh. Mới là hạnh. Mới là bạch chế. Mới là bạch chế. Mới là si. Mới là bạch chế tâm thần. Là gì? Đi kiếm trẻ. Đi đâu? Kiếm trẻ. Đi kiếm trẻ hả? Ừ đúng rồi. Ôi tìm bắt trước rồi. Bắt nướng luôn. Ăn ngon quá gì bắt gặp được tại tận rồi. Nướng rồi nó ăn được con. Ăn ngon quá hay gì? Bây giờ là trời mưa lâm râm lại rồi. Hồi nãy là hết mưa, giờ mưa lại. Cho nên là cô lấy tấm tôn á. Thì cô che nửa cái bếp lại. Nóng nha. Ừ. Hôm nay là con có cái bình á. Hy vọng là đừng có mưa lớn. Để cho cái nồi bắp luộc của mình nó chín. Để cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Cái này ngon lắm. Chín rồi. Chín rồi hả cô? Ừ, chín rồi. Dạ. Mình theo mà. Dạ, dạ, chín rồi. Mà giờ này cũng tối rồi. Dạ. Vậy cô kêu mấy chị chưa cô? Kêu rồi. Dạ. Dạ. Mấy đứa kêu hết rồi mà. Dạ. Bài mà kìa. Bác chính này giờ hỏi với lại chị Thi đó, nhắc xuống. Mà nặng lắm. Mình thấy cái nồi bự nặng mà nóng. Nguy hiểm quá, trụ trơn nữa. Tiền. Lời Tân Hải. Đây. Con nít đông lại đông. Đông lắm. Rồi lo hỏi nhà luôn. Mấy tuần mà ngại. Tây hữu hi này nhỉ. Nhà cột mà em hỏi là cột ra luôn. Thơm quá, thơm mùi lá chướng ghê luôn. Cô nói cầm thì nấu. Nấu túi đựng. Nói mai này. Chào nó. Giờ để con ấy cho, để con ấy cho. Trong tại vì giờ này á bắt chín thì trời cũng tối rồi, cũng gần 6 giờ rồi mà ở ngoài trời mưa. Cho nên là cô Hạnh đem cái nồi bắp này nè vô nhà luôn. Thì trong lúc mà chờ mấy đứa nhỏ ở cái tình kia thì xong rồi với cô Hạnh lấy
bắt ra ngoài cho nó nguội bớt. Có cái gì mà sắc mấy cái lấy gốc cà bó bây giờ thì cũng xin chào mọi người tới là đông đủ rồi, mấy đứa con đã ở xóm mà cũng phải xuống lại hết rồi. Bữa nay á là mình mua tới cho bộ cơm cái bánh đó là đi.
Vậy là cũng hết gỗ bắp của mình này. Hên quá không sợ ấy. Coi bán đây không sợ ấy. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn cô chú Hạnh. Khánh cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.